Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, sáng ngày 1 tháng 4, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An đến chúc mừng năm mới năm Quý Mão 2023 tại tỉnh Phay Riêng, Vương quốc Campuchia. Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Buổi lễ vinh dự đón tiếp bà Men Samon, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra đến dự. Tiếp đoàn đại biểu của hai tỉnh có ngài Men Vipon, tỉnh trưởng tỉnh Phay Riêng, ngài Chim Hát, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Phay Riêng. Thay mặt đoàn đại biểu hai tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bày tỏ sự vui mừng khi được hòa chung niềm vui đón Tết của dân tộc Khmer tại Campuchia. Đoàn đại biểu hai tỉnh cũng vui mừng cho biết tỉnh Phay Riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được thành tựu to lớn trên nhiều mặt, kinh tế tăng trưởng, xã hội phát triển, hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, là tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu rà phá bom mìn trên cả nước, tạo được sự yên tâm cho người dân địa phương và là niềm tin từ các nhà đầu tư. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Long An tin tưởng rằng trong thời gian tới, tỉnh Phay Riêng sẽ có những bước phát triển cao hơn, sẽ là một trong các tỉnh đi đầu về phát triển kinh tế xã hội của Vương quốc Campuchia. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh cũng khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nói chung, các tỉnh giáp biên nói riêng dày công vun đắp. Với phương châm 16 chữ vàng, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, ba tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Phay Riêng đã và đang phát huy những hoạt động thiết thực. Nổi bật, trong năm 2022, các bên đã phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Campuchia, đã nối lại các hoạt động bình thường sau đại dịch COVID-19, đem lại kết quả rất tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Trên tinh thần đó, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh tin tưởng năm 2023 này, ba tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trọng tâm là chuẩn bị tổng kết chương trình hợp tác và thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn tiếp theo năm 2023-2028. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhân dân hai bên đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, phối hợp giữ vững an ninh trật tự biên giới, quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thanh niên, thế hệ trẻ, nhằm tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, cũng như các địa phương giáp biên, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, ngài Ben Vipon, tỉnh trưởng Phay Riêng, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đoàn lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Long An đến thăm, chúc mừng năm mới tỉnh Phay Riêng, đồng thời cũng đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa các tỉnh giáp biên thời gian qua, tiếp tục tăng cường vững chắc niềm tin, xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai bên. Thay mặt chính phủ Hoàng gia Campuchia, bà Men Samon, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra gửi lời cảm ơn đến đoàn đại biểu hai tỉnh Tây Ninh và Long An dành thời gian đến thăm chúc Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, thể hiện truyền thống hữu nghị hợp tác của hai bên, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước Việt Nam Campuchia và giữa các tỉnh giáp biên. Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, tỉnh Phay Riêng cùng trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa mừng Tết cổ truyền của dân tộc Khmer cũng như chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa dân tộc hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung, tỉnh Tây Ninh, Long An và tỉnh Phay Riêng nói riêng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.